Xin chào tất cả các bạn, đây là hai anh em Tin và Xíu. Hôm nay Tin và Xíu sẽ đi về chùa với các thầy. Mỗi bạn đi một chùa, về chùa, trông chùa, nghe kinh Phật. Nha, ngoan nha. Thôi mẹ tắt video cho mẹ chụp ảnh cho.